Ok, và hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình nhé. Mình là Thế Di đây và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Thần Thú Đại Chiến nha anh em. Và mình đang chơi ở server 281 nha, anh em có thể là vào kết bạn và chơi cùng mình nhé. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Vẫn còn cái mèo chiêu tài nhưng mà mình không không lên được anh em ạ. Kẻ hủy diệt Pokemon giới hạn. Giảm giá những con Pokemon này. Lúc này thì mèo chiêu tài thì hiện tại là phải tiêu hao khoảng 20.000 cơ. Và phải có cái VIP này thì mình có thể là tiếp tục sử dụng cái mèo châu tài được anh em nhé. Rồi anh em, để nâng cấp level cho những Pokemon. Kỹ năng thì mình nâng max rồi. Thuộc tính à? Tự động à? Level như lên được level 41 hay sao ấy. Chính xác có thể lên level 41 được. Rồi. Tất cả con này để sẽ được lên level 41 anh em nhé. Những con Pokemon xịn sò của chúng ta. Đấy. Vì là nâng cấp cái kỹ năng của mấy con này lên đã. Mình sẽ tập trung nâng con này thì nó sẽ hợp lý hơn này. Con này sẽ được con này là giá trị nó vẫn là ngon hơn so với mấy con kia một chút vì mất game. Và mất khá nhiều game để lên được nên chúng ta sẽ cố gắng Giratina cộng 1 hiện tại đang cộng 1 anh em. Rồi, hết luôn điểm luôn. Hết sạch điểm rồi anh em. Bây giờ ta sẽ vào đấu trường để đánh một xíu nhá. Chúng ta làm 47.000 à. 44.000 chắc là ok. 47.400. Thì mấy cái level kia chắc là mình sẽ hợp lý hơn. Đánh thoải mái. Rồi. Misty à? Huyền sinh ạ. À? Cái này có cả Việt, à có cả con gái chơi. Rồi anh em. Nó có một bạn gửi ác cho mình ấy. Định gửi ác cho mình ấy. Nhưng mình cũng chưa trả lời luôn. Mình cũng bận bận mình không trả lời ấy. Rồi ok anh em, nhận mấy cái hoạt động hàng ngày diễn ra. Phiêu lưu à, cái phụ bản hàng ngày mình còn chưa, vẫn đang có x2 của cái này luôn anh em. Tuyệt vời luôn. Tôi còn đi map nha anh em ơi, tôi còn chưa đi xong map. Ấy à, để nhau một con cá. Trận đây là vòng 1-1 rồi. Mấy team này chắc là cũng không vấn đề gì lắm. Với con bọ ngựa đỏ của chúng ta có thể là kill được bọn này hết. Bọn này level nó thấp ấy. Groudons. Khá khỏe với bọ ngựa anh em. Dồn cho bọ ngựa là đúng, đúng đắn. Để anh em cứ đi hết cái map này đã cho mình đã. Rồi anh em nâng cấp kiểu gì để có thể thắng được cái phần ải khó ấy. Ải ác mộng ấy. Cái đấy thì nên 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 cố gắng để vượt qua cái ải đấy trước xong rồi mới làm mấy khi kia sau. À, bọn này bị trâu vết anh em. Nó đánh vào con này á, con này có nộ này. Chúng ta không thể bỏ qua được cái trận này nhá. Vẫn phải đứng ngồi xem để đợi xem. Giratina. Chưa thể giết được con này để đánh thêm phát nữa nhỉ. Ui, giật điện. Ui. Chưa toang. Greens. Chưa được anh em. Rồi xong rồi đấy. Chúng ta không mất thành viên nào luôn. Khá là ổn áp nhờ. Rồi mình đang đi. Mình có thể. À, hình như chưa sang được. Vui lòng phải vượt tất cả các ải của cái chương này ấy. Thì nó mới cho phép chúng ta vượt thêm chương mới. Đó điều như vậy. Còn ba con. Đấy, còn một con. Đấy rồi. Đấm này xong rồi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ui, đấm phát chết luôn anh em. Hay thế nhờ. Có 2 lượt thôi á, không 3 lượt chứ. Rodon. Tập trung đánh con đấy thì không ổn lắm. Anh em cứ đánh né né ra những con này ra là ổn. Cha, mình đang định chơi lại cái Pokemon Unite anh em ạ. Chúng đang cố gắng chơi lại cái Pokemon Unite nhưng mà cái đấy khá mất thời gian đấy. Tại vì là có trận thua trận thắng ấy. Rồi anh em ơi, chúng ta lại chiến thắng rồi. Đánh cái này thì nó sẽ thoải mái hơn. Có thể bắt được con này à? Cho bắt được con Pokemon này. Bắt được không? Khó phết đấy. Cái này cần cầu Pokeball à? Master Ball có tất cả là 5 cơ hội để bắt được con những con này nhá. Không bắt được luôn. Từ bỏ việc bắt Pokemon anh em. Uầy, con này là con hải cẩu à? Con ma này là cướp biển à? Có nhiều cái hình ảnh rất là đẹp nhá. Nhiều ảnh trông rất là xịn sò luôn.
Bão kích. Rồi ok, 1 2 3 4 5 6 Kubon. Đấy. 1 2 3 4 5. Con hai sư tử hiển thì anh em, bọn này là trâu hơn đấy. Quay bắn như bắn súng ấy. Nó có kiểu dạng như kiểu khẩu pháo. Ôi, chết rồi, một bé chết rồi nhá. Thần biển của chúng ta đã toang rồi. Bây giờ có thêm những S cộng nhỉ, điểm ngon ha. Hình như bây giờ mình có thể nạp thêm 50 cành để có thể lấy thêm một con S cộng ấy. Để có thể nâng sao cho bọn này. Chắc bây giờ chỉ ở nâng sao thôi. Chủ phết nhỉ. Mấy bọn này thì lại nâng sao dễ hơn là mấy con S cộng anh em nhé. S cộng chính là thế, khó nâng sao phết đấy. Bây giờ tấn công kiểu gì đây? Đánh đam khá thớn. Ô, cái này trâu nhỉ? Thủ trâu thế. Rồi. 3.800. Hợp lý à? 80.000 anh em ơi. Đã vượt qua được cái map đấy. Đây, chúng ta sẽ đi. Hôm nay mình sẽ quyết tâm mà vượt qua tất cả cái map ở bên này nhé. Cố hết sức à. Nha. Yeah. Chúng ta cố hết sức để có thể vượt qua được những cái map hay ho ở bên này. Rồi anh em. Chiến đấu với bọn nó luôn. Còn là 1, 2, 3, 4, 5. Tất cả là 5 con anh em ạ. Và mình thấy cũng rất là hợp lý luôn, đúng không? Đánh được nhá. Rồi, chiến luôn. Còn là... Ui, con này còn toang ấy chứ, còn không hạ được cái này. Tuyệt kỹ nữa. Đây rồi. Ui, con này nhiều máu thế. Chưa hạ rồi, chúng ta phải nâng cấp thêm cho Pokemon nhé anh em. Dạ, chúng ta bị dừng đây rồi. Chưa thể đánh được thêm rồi. Bất lực rồi. Đây là bất lực rồi đấy. Rồi, từ bỏ rồi anh em. Con này đang rất là khó đánh. Đấy, không dễ đâu. Cho nhận cái quà đấy á, nhá. Rồi thì, có lẽ ra sẽ kêu nhé. Kết thúc tập này đây thôi. Vẫn chưa thể mà đánh được hạ của cái bọn kia nhỉ. Biết làm nào để hạ của bọn kia đây. Tất bật tiếng á. Tôi bây giờ không bật tiếng luôn. Quà online nhận này. Chưa có online đủ sẽ nhận được thôi. Bạn bè mình sẽ có thể có kết bạn được với một người này. Lực chiến là 40.000. Thần thú là cái gì đây? À, mỗi là được mở một lần miễn phí, rút miễn phí. Thêm được cái đá cường hóa thôi. Nạp đầu boss thế giới, nạp ngày, đặc quyền. Không, cái này vẫn là thế thôi anh em ạ. Phúc lợi thì có cái tiệc Pokemon là ăn bù lại được. Với có một cái tiệc từ 9 giờ. Nên ăn à, thẻ tháng à, quà cấp độ, đăng nhập à. Rồi, cho anh nhập, nhận một vài item nhỏ nhỏ ở bên này. Ok, có nên đi bắt một con gì đó không? Ở trong này, con này không bắt được. Map này thì có một vài con bắt được. Mỗi map có một con bắt được nha anh em. À, có Chikorita này. Rank A, chẳng lẽ không bắt được? Bắt được bất kỳ một con nào thì cũng hơi buồn. Ôi, nó ra luôn anh em ạ. Rồi nhá, thì chúng ta sẽ kêu nhé. Xin chào anh em. Bắt được mấy con Pokemon này không dễ một tí nào. Thật sự luôn. À, đây có săn này. Có thể bắt được. Có thể. Không biết ở đâu luôn. Rồi.